Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Như các bác đã biết thì kênh Trang Trang TV của tôi ấy là kênh gọi là chuyên dựa theo những cái nguồn tin chính thống cộng với cả là theo cái góc nhìn phân tích cộng với cả những cái bình luận của tôi để mà làm rõ lên cái sự thật một cách là đa chiều, một cách trung thực nhất. Bởi vì kênh Trang Trang của tôi ấy là dựa theo cái sự thật. Và ở đây là tôi không có ngại trong cái việc là nhận nhận sai nhận, nhận sai lầm đâu. Thế cho nên các bác mà thấy tôi sai chỗ nào, các bác mà không thấy mà thấy tôi chưa đúng chỗ nào thì các bác có thể góp ý ở bên dưới comment và tôi rất là hoan nghênh những cái việc đó. Thế nhưng mà ở video clip này ấy, thì tôi muốn chia sẻ với các bác một cái góc nhìn nó khá là tôi không biết nó thế nào nhưng nó về một con người nó khá là đặc biệt. Mà như video clip của tôi ấy, thì tôi dùng cái từ gọi là Đoàn Ngọc Hải là con người kỳ lạ giữa những cái giông bão thị phi. Tại sao tôi không nói là cái sự dũng cảm, tôi không nói là cái sự bản lĩnh mà tôi lại nói rằng cái sự kỳ lạ giữa cái giông bão thị phi? Thì tôi sẽ giải thích ở trong một số cái đoạn sau thì các bác có thể hiểu một chút khi mà chúng ta đi lần lượt qua từng cái vấn đề. Thế thì ông Đoàn Ngọc Hải thì trong cái khoảng báo chí gần đây ấy, thì người ta hay viết về ông đấy, nghĩa là nổi lên sau một thời gian chìm lắng thì nổi lên là bởi vì rằng là ông đấy, ông Đoàn Ngọc Hải ấy, ông ấy vừa mua một cái mảnh đất và định xây nhà lên đó, trị giá cả nhà và cả đất được khoảng tầm 6 tỷ để dành cho những cái người vô gia cư. Thì lời đầu tiên ấy thì là tôi xin chúc mừng những cái người vô gia cư mà sau này là sẽ có một cái căn nhà để ở đó. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Cộng với nữa để tăng cái tính minh bạch lên ấy, thì ông ấy sẽ làm cái di chúc để mà giao cái quyền xử lý và những cái quyền gọi là căn nhà này cho những cái bộ phận khách quan khác chứ không phải để lại cho gia đình của mình, đúng không ạ? Thì là mình cứ hoan nghênh như vậy đi đã. Thì ở đây tôi xin chia sẻ với các bác một chút. Thì đầu tiên ấy, để hiểu về ông Đoàn Ngọc Hải thì đa phần các bác ở đây đều biết rằng là ông Đoàn Ngọc Hải là nổi lên ở cái vụ gọi là dọn dẹp vỉa hè tại trung tâm quận nhất. Thì cái việc mà một ông cái phó chủ tịch quận xuống đường cùng với cả là một đoàn những cái người ấy để đi xử lý tất cả mọi thứ thì các bác mới thấy được rằng là thứ nhất là trường cái mặt mình ra cộng với cả là rất là vất vả khi mà đi rồi là xử lý rồi tất cả mọi thứ thì nó như thế nào. Thế nhưng mà với cái quyết tâm cao độ thì ông Đoàn Ngọc Hải ông ấy vẫn xử lý đến đâu thì xử lý gọi là quyết liệt luôn. Và ông ấy tuyên bố rằng là nếu mà không xử lý được cái vấn đề vỉa hè của quận nhất thì ông ấy sẽ xin từ chức. Thì đấy là cái lời cam kết của ông Đoàn Ngọc Hải ở trong cái vụ xử lý đấy. Thì báo cáo với các bác rằng ấy, để mà xử lý cái việc mà vỉa hè ấy, thì ông Đoàn Ngọc Hải ông ấy phải động đến ba cái đối tượng. Thì báo cáo với các bác là động đến ba đối tượng là động đến ba đối tượng nào? Thì thứ nhất là cái việc người làm ăn kinh doanh là đương nhiên. Vỉa hè người ta hay gọi là mặt tiền mà. Tại sao mà ở Việt Nam những cái gọi là con phố nó gọi là mặt tiền là vì thế. Thế cho nên rằng là nó mang lại cái giá trị rất là lớn cả ở trong việc kinh doanh lẫn trong cái việc mà giá trị đất. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là ông động tới chính quyền. Đấy. Động tới chính quyền ở đây á chính là những người bạn của ông đấy, những người gọi là làm ăn ở trong đấy và họ có một cái mối liên hệ nó rất là không rõ ràng hoặc là bản thân họ cũng là những người mà có nhà cửa bị xử lý ở trong cái việc chiến dịch gọi là vỉa hè đấy. Hai cái gọi là đối tượng đầu tiên mà tôi nói với các bác ấy là người kinh doanh và những người chính quyền thì được đa số nhân dân rất là ủng hộ trong cái việc này. Bởi vì các bác biết rồi ấy, thì nhân dân nhiều khi nó cũng có một cái gì đấy nó hơi ác cảm với chính quyền. Thế cho nên ấy, là cái việc mà ông Đoàn Ngọc Hải ông ấy làm cái việc đó thì được cái sự ủng hộ rất là lớn. Thế nhưng ấy, qua thời gian thì các bác mới thấy được rằng ấy, để làm được cái xử lý vỉa hè đấy nó đâu chỉ là hộ kinh doanh, đâu chỉ là chính quyền đâu, ông còn động đến một đối tượng thứ ba nữa là đối tượng gọi là chính là người dân lao động. Thế thì báo cáo với các bác rằng ấy là vỉa hè là cũng là cái nơi để mà những người dân lao động họ không mất tiền chi phí hoặc là chi phí rất là ít để mà họ có thể làm cái kế sinh nhai của mình. Chứ bảo họ mà đi thuê hoặc là làm một cái căn gì đấy thì rõ ràng là rất là khó để mà họ có một cái địa điểm kinh doanh. Thế cho nên cái việc mưu sinh tại những cái vỉa hè đó là một bộ phận lớn gọi là người lao động. Người ta là bám trụ ở đấy để người ta kinh doanh. Thế cho nên cái khó nhất của ông Đoàn Ngọc Hải chính là cái phần đấy.
Thì từ khi ông ấy bắt đầu xử lý những cái việc mà liên quan đến việc buôn bán vỉa hè, rồi là bắt chó chạy thả rông rồi nọ kia, thì bắt đầu có những cái bài báo phản bác ông ấy rất kinh. Và từ đấy rằng ấy, ông ấy sẽ ở trong cái sự trái chiều của hai cái luồng dư luận. Thì bắt đầu người ta tìm ra được rằng là ông này có một cái điện thoại gọi là Vertu, ông này là cái đồng hồ ông đeo là Patek Philippe. Đấy. Và từ đấy là người ta xoáy vào cái việc đó, xoáy vào cái việc đó. Đúng không ạ? Thế thì để mà làm rõ hơn cái việc này thì là chúng ta cứ lược qua cái tiểu sử của ông ấy một chút. Ông Đoàn Ngọc Hải thì sinh năm 1969, thì đến bây giờ là ông chỉ có 51 tuổi thôi. Nếu mà ông không nghỉ từ mấy năm trước ấy, thì với cái vị trí là phó chủ tịch quận 1 ấy, thì nếu mà gọi là cố gắng phấn đấu, cố gắng nỗ lực thì ông ấy cũng vẫn có thể lên được cái vị trí là phó chủ tịch của thành phố, chứ không phải đùa. Nghĩa là cơ hội vẫn có chứ không phải là không, và thậm chí rằng là có thể lên rất nhanh như một số anh ở các tỉnh khác mà tôi đã có một số video clip tâm sự, nếu mà mình có được một cái chữ nó là quan hệ và tiền tệ, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà anh Đoàn Ngọc Hải có thể khả năng có được. Thế nhưng ấy, các bác để ý rằng ấy, là anh Đoàn Ngọc Hải này, anh là một người có cá tính rất là mạnh. Đấy. Anh ấy là người mà tôi là con người mà hay đi nhìn người, vì công tác của mình là chủ yếu là như thế. Nhiều khi lắp người vào đúng vị trí mình không cần làm gì đâu, là tự tự mọi thứ nó sẽ gọi là trôi chảy. Thì anh Đoàn Ngọc Hải này có một cái cá tính rất mạnh và rất là nóng tính và rất là hay làm. Thế cho nên ấy, là anh ấy bắt đầu làm nhà nước từ năm 24 tuổi, năm 94 ấy, là 24 tuổi. Và anh ấy làm ở cục thuế, đấy, cục thuế rồi lên chuyên viên thuế gì đấy. Thế nhưng mà khi anh ấy vào đảng vào năm 2000, năm 2000 ấy, đấy, thì anh ấy có một cái khoảng thời gian là anh ấy chuyển sang bên đảng ủy, đấy, đảng ủy. Thế thì đến năm đảng ủy thì anh ấy chỉ ngồi đấy đâu được hơn một năm thôi. Thì anh ấy chắc là chán quá và không thể chịu được. Thế cho nên rằng anh ấy quay xin phép là quay trở lại cái nơi mà anh ấy đang làm việc ở trước, đó là bên chi cục thuế. Thì các bác hiểu là như thế, đúng không ạ? Nhưng mà sau đấy thì là anh ấy tiếp tục là lại quay trở lại bên quận. Nhưng lần này thì anh ấy phải phải anh ấy chuyển sang không phải bên quận ủy nữa, là bên đảng nữa, mà anh ấy chuyển sang bên ủy ban nhân dân, nghĩa là bên chính quyền, để mà làm các công tác liên quan đến kinh doanh rồi là gì đấy. Thế nhưng mà cuộc sống nó run rủi thế nào á, anh ấy chuyển sang mất mấy năm, anh ấy lại phải sang làm gọi cái gọi là ủy ban kiểm tra của quận ủy, nghĩa là lại làm về bên đảng. Đấy. Thời gian này không có gì đáng nói, nhưng tôi nghĩ rằng là với cái tính cách của con người của anh đấy thì rất là khó để mà làm. Thế thì dần dần thì anh ấy chuyển sau mấy năm thì anh ấy cũng vào được hội đồng nhân dân, và sau đó thì làm phó chủ tịch quận 1, thì như các bác đã biết, đúng không ạ? Thế thì cái thời đấy mà khi mà báo chí nói rằng là cái việc vỉa hè cái thứ rất là khủng khiếp, thì anh ấy làm cái chiến dịch vỉa hè như vậy thì đụng đến ba cái đối tượng mà tôi đã nói với các bác, đúng không ạ? Ba cái đối tượng mà tôi đã nói với các bác, thì các bác mới thấy được rằng ấy, là để làm một việc ấy, nó không phải là chỉ đứng một phía bên này đâu. Để ví dụ làm một việc vỉa hè thì người ta cần như đụng tới tất cả lợi ích của những cái bên liên quan. Nhưng mà đụng lợi ích của chính quyền hay là cái gì đấy thì nhận được những cái sự ủng hộ bên còn lại. Thế nhưng mà đụng đến lợi ích của bên còn lại thì đại bộ phận quần chúng là sẽ rất là dở. Về phía của anh Đoàn Ngọc Hải á, thì theo những thông tin tôi tìm hiểu á, thì bố mẹ của anh đấy cũng không phải rằng là quá nghèo đâu. Đến mức độ rằng là khi mà anh ấy xử lý những cái việc mà liên quan đến vỉa hè mà động đến người dân ấy, thì anh ấy có nói rằng ấy, bố mẹ tôi là cũng gọi là kinh doanh ở ngoài vỉa hè 20 năm chứ không phải là không, cho nên là ông ấy rất đau xót khi phải làm cái việc đó. Thì cả gia cảnh của nhà ông Đoàn Ngọc Hải thì không phải là nghèo. Đấy là cái thứ nhất. Thì chắc là tôi đoán rằng là cái thời kỳ mà những cái năm 94, 95 đấy thì là cũng không phải là quá quá gọi là quá khó khăn. Thế nhưng mà khi mà người ta có quán cổ để thời đấy ấy, thì thường thường ấy, những cái lớp người lúc đấy là người ta muốn con cái mình có một cái gì đấy ở chính quyền và gọi là cơ quan nhà nước ấy, và người ta muốn có con cái mình ở đấy để cho gọi là rạng danh. Nhiều khi những cái thời kỳ doanh nhân ở những cái thời kỳ những cái năm gọi là đầu những năm 90 ấy, thì người ta nhiều khi rất tự ti về cái vị trí của mình. Với lúc đấy rằng là cái vị trí của họ không được coi trọng trong mấy chục năm rồi rồi. Cho nên là có người làm nhà nước thì nó sẽ khá là oai và khá là tự hào. Đấy, thì có nghĩa rằng là bác ấy có thể là vào trong cái đợt đấy. Thế nhưng mà tố chất của anh Hải thì tôi nghĩ rằng là anh ấy làm kinh doanh thì hợp hơn. Bởi vì rằng là làm rất là quyết liệt, làm rất là quyết đoán. Anh là con người của hành động, chứ anh ấy không phải là con người của cái việc ủ mưu. Liên quan đến việc mà vỉa hè ấy, thì anh ấy cũng có rất là nhiều những cái trái chiều. Đó là
khi mà xử lý được vỉa hè được 2 tháng thì anh ấy cũng ký một cái quyết định rằng là cho thuê cái vỉa hè đấy, cho thuê cái vỉa hè. Thì cái văn bản đấy thì được xác định rằng là sai pháp luật dạng như vậy, bởi vì là cái sức ép của bên chính quyền với các thứ nữa, thì tôi đoán rằng là có thể rằng là để cân bằng cái lợi ích thì người ta phải làm cái đó để mà có lại một cái nguồn thu gì đó để mà cân bằng lợi ích giữa các đối tượng kiểu vậy. Nhưng cái văn bản đấy thì rõ ràng là bị sai sai pháp luật và không không được thực thi. Về sau thì là anh ấy bị bên quận ủy thế là ra một số văn bản và yêu cầu rằng là phải chấm dứt cái việc mà gọi là nó gọi là khua chiêng gõ mõ để mà đi xử lý cái vỉa hè như thế. Thì tất nhiên là cái việc đấy là phải dừng. Và sau đó thì rất là nhanh thôi, anh ấy xin cái đơn từ chức. Và sau đó là anh ấy rút đơn. Đấy. Và bởi vì là một số thứ linh tinh ấy. Đấy. Rồi sau đó thì anh ấy được điều sang một cái gọi là phó tổng giám đốc của công ty xây dựng Sài Gòn. Đấy. Công ty xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì anh ấy nhậm chức được đúng đâu mấy tiếng thì cái bức ảnh ở ngoài đấy các bác có thấy được rằng là tôi để cái bức ảnh đấy là cái bức ảnh gọi là thời khắc gần như cuối cùng mà anh thể gắn bó với bên chính quyền, với bên đảng ủy của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là cái bức ảnh mà đấy, một bên anh phó chủ tịch thì đã bị ra đi rồi, còn một anh Đoàn Ngọc Hải thì bây giờ là bức ảnh thứ ba là anh chạy marathon. Anh ấy đang rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình. Thế cho nên ấy là làm nhà nước ấy, nhiều khi nó không hẳn là cái niềm vui đâu. Anh Đoàn Ngọc Hải ấy, anh ấy có tâm sự ở trong một cái bài báo gần đây rằng là đáng nhẽ tôi chỉ nên đi làm kinh doanh thôi, hoặc tôi chỉ có thể làm được cái thời gian mà tôi làm có một thời gian anh ấy đi quân sự ấy. Đấy, thì tôi chỉ có thể ở trong môi trường quân sự thôi. Cái môi trường đấy là cái môi trường mà cái tính kỷ luật của anh ấy được rất là cảm nghĩa là cái tính gọi là kỷ luật rồi tính mạnh bạo rồi tất cả những cái tố chất của anh ấy được phát huy. Anh ấy không hợp với những cái việc đó, cho nên là nhiều khi sắp xếp con người sang như thế nó không hợp, không hợp thì anh ấy không làm được, và lúc nào cuộc đời của anh đấy cũng gọi là trong một cái sự u uất. Các bác nhìn những bức ảnh của tôi như thế, cho đến khi anh ấy rời nhà nước ra và anh ấy chạy cái giải marathon, đó là cái thời điểm mà anh ấy quay trở lại chính mình. Bởi vì ngày xưa ấy, anh ấy cũng là cái người gọi là hoạt động rất là mạnh, và anh ấy đã từng đạt giải chạy 3.000 m, cái thời anh ấy lớp mấy thì đấy, lớp 6-7 thì đấy, tôi không nhớ lắm, nhưng cũng là con người nó gọi là rất là thể thao. Nhưng mà bắn từ cái hồi thể thao đấy cho đến cái thời điểm mà anh ấy gần 50 tuổi thì anh ấy mới có thể là quay trở lại cái niềm đam mê nó rất là nhỏ như thế để mà gọi là chạy marathon, có đúng không ạ? Thế cho nên ấy, cả cuộc đời con người ta nhiều khi phải nghĩ được rằng là mình cứ chạy theo những cái thứ tiền tài danh vọng rồi mọi thứ, nhưng mà bản thân mình có cảm thấy hạnh phúc hay không, bản thân mình có thấy phù hợp hay không. Thì bây giờ anh Hải ấy, hơn 50 tuổi anh mới nhận ra rằng là đây mới là cuộc sống của anh đấy. Và anh ấy làm rất là nhiều thứ, từ cái việc mà từ thiện rồi là làm những cái như là xây nhà đấy, xây nhà để cho người vô gia cư ở đấy. Thì các bác mới thấy được rằng là có những cái mà khi 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 mà được cống hiến kiểu như vậy thì họ mới cảm thấy nó thực sự là hạnh phúc, thực sự là happy. Nhiều bác có thể bảo rằng là chắc là cái tiền đấy là cái thời kỳ đó thì ông ấy có tiền, tôi không chắc. Nhưng mà chắc là cũng có ít hoặc nhiều, nhiều khi là phong bì nọ kia, thì cái đấy là cái văn hóa rất là tệ từ xưa rồi, nhưng mà nhiều khi cũng không tránh được cái việc đấy. Thế nhưng mà để mà có nhiều tiền, cái đồng hồ đến vài tỷ như vậy, mà khi anh huy động được bán mấy cái đấy đi thì anh được mấy tỷ gì đấy, 2 tỷ thì phải, để anh mua đất ấy. Thì báo cáo các bác rằng ấy, thì cái việc gì qua rồi thì đã qua rồi. Cái thời điểm này á, là anh Đoàn Ngọc Hải anh ấy đang làm một cái gì đấy nó rất ý nghĩa cho cộng đồng, rất ý nghĩa cho xã hội, thì mình cũng nên ủng hộ anh đấy. Và đặc biệt rằng ấy, tôi nhìn cái vẻ mặt với thần thái của anh ấy là tôi thấy rằng là anh ấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Thế cho nên ấy, không bao giờ là muộn cả. Khi không cảm thấy vui, không cảm thấy hạnh phúc với cái vị trí của mình ấy, thì kể nó mang lại cho mình rất nhiều tiền, rất nhiều những cái thứ khác nữa. Nhưng mà nếu cần từ bỏ thì vẫn từ bỏ thôi, vẫn kịp được. Đấy là đôi lời nhắn nhủ với cả những cái bác mà ở Bắc Ninh, đấy, ở Vĩnh Long, rồi là Trà Vinh, rồi là Lào Cai, rồi là một số các nước khác mà trong cái thời kỳ chạy đua vũ trang này có bao giờ tự hỏi rằng là con cái mình nó thích vào đấy không? Hay là cái vì cái ý muốn của mình rồi sau này 30 40 năm sau nó sẽ bảo rằng là bố mẹ cho con vào cái vị trí nó không phù hợp và con trở nên nhục nhã, con trở nên gọi là không hạnh phúc, con trở nên không cái gì đấy. Đấy, bởi vì bố mẹ không tôn trọng con, bố mẹ muốn con sống một cuộc đời tiếp theo của bố mẹ, một cuộc đời nối dài, một cuộc đời phục vụ cho tham vọng của bố mẹ chứ không phải là phục vụ cho tham vọng của con.
Thì đấy là cái thứ mà tôi nhắn nhủ với các bác mà đang gọi là chạy đua vũ trang để đưa những cái người thân, những cái người mà yêu quý của mình hoặc là những cái người mà có lợi ích của mình vào những cái vị trí quan trọng, thì các bác thử suy nghĩ cái điều đó xem. Và nếu mà có thể thêm một cái điều nữa ấy, là tôi muốn rằng ấy, là kể cả cái lúc trong công tác nhân sự này thì các bác nên làm cái bài kiểm tra văn của cái kỳ thi của tôi trung học vừa rồi để các bác nhận thức được rằng thế nào là hạnh phúc, thế nào là thực tại ở cái đề bài thứ nhất, và các bác tự nhận thức rằng là đất nước này là của ai, của nhân dân hay của các bác, cái tỉnh thành này là của ai, của nhân dân hay của các bác hay của gia đình bác, cái quận này là của ai, của nhân dân hay của bác, cái huyện này của nhân dân hay là của bác và gia đình người thân bác, kiểu vậy. Thì đấy là đôi lời nhắn nhủ của tôi các bác ở trong cái công tác nhân sự, để mà từ đấy là các bác có một cái gì đấy các bác suy nghĩ và thấy rằng là lấy cái hạnh phúc của người khác ra là tốt hơn là mình cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì khi người mình yêu quý hạnh phúc ấy thì đồng nghĩa rằng mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà khi người mình mà làm theo ý mình ấy, thì mình cảm thấy vui thôi, nhưng mà cái vui nó không phải là hạnh phúc đâu. Đấy, báo cáo các bác là như vậy, thì tôi chia sẻ lan man thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip tiếp theo.